khôi phục hiếu kính, gia hòa nhân lạc, vũ trụ quốc gia thanh bình. Khai thị đại lễ tế tổ Đông Chí Hồng Kông năm Đinh Dậu, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 21 tháng 12 năm 2017. Địa điểm Viện Triển lãm Quốc tế Á Châu Sân bay Quốc tế Hồng Kông. Kính chào quý vị khách quý, quý vị đại đức, quý vị đồng tu, chào mọi người. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đại lễ tế tổ. Nhìn thấy hội trường tế điển trang trọng, nghiêm túc, và các vị khách quý đến từ khắp nơi chung tay xây dựng, chúng tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Tế tổ là tập tục tốt đẹp do truyền thống Trung Hoa. Đề xướng hiếu đạo, đền ơn, đáp nghĩa, có thể đạt được hiệu quả thận chung truy diện dân đức quy hậu. Đối với xã hội an định, thế giới hòa bình, sinh ra tác dụng rất quan trọng. Nhiều năm nay, chúng tôi đi qua rất nhiều quốc gia và khu vực. Có rất nhiều người lãnh đạo quốc gia và lãnh tụ tôn giáo đều đã từng cùng chúng tôi thảo luận qua vấn đề hòa bình thế giới. Có một số lãnh đạo thậm chí còn nghi ngờ thế giới này có thể còn có được hòa bình không? Đây quả thật là một vấn đề lớn. Làm sao mới có thể thúc đẩy thế giới hòa bình? Bắt buộc phải bắt tay từ căn nguyên. Người hiện đại đã đánh mất tâm thành kính, khởi tâm động niệm, chỉ nghĩ tới bản thân mà không nghĩ đến người khác. Tôi nghĩ đây có lẽ là nhân tố hàng đầu khiến xã hội động loạn, quốc tế xung đột. Nguyên nhân căn bản gây ra cục diện này là ở đâu? Chính là bắt nguồn từ vấn đề giáo dục. Luận trứ giáo dục sớm nhất Trung Hoa cổ đại, Lễ Ký, Học Ký, có nói kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Thánh Dương thời cổ đại xây dựng quốc gia, thống trị nhân dân, coi giáo dục là công tác ưu tiên nhất, quan trọng nhất. Chữ viết của Trung Hoa là ký hiệu trí huệ. Chữ giáo, thuyết văn giải tự, nói trên làm ra, dưới noi theo vậy. Chữ giáo bên trên hai dấu chéo, bên dưới một em bé, là người lớn đánh một dấu chéo, em bé tự nhiên bắt chước noi theo, đánh dấu chéo thứ hai. Chữ này nói với chúng ta trên làm dưới theo, nhấn mạnh tầm quan trọng của thân giáo. Giáo có nghĩa là giáo huấn, giáo lệnh. Thượng Thư Thuấn Điển nói kính phu ngũ giáo. Ngũ giáo là chỉ
giáo huấn của Ngũ Luân, Ngũ Thường, Chữ Dục, Thuyết Văn, Giải Tự, giải thích là nuôi con, khiến chúng làm thiện. Dục có nghĩa là dưỡng dục, sanh dục. Dục đức tức có nghĩa là trưởng dưỡng đức hạnh. Cho nên, giáo dục tức là thông qua việc tuyên dương luân lý đạo đức nhân quả giáo huấn của Thánh Hiền để bồi dưỡng đức hạnh của thế nhân. Giáo dục thời cổ đại, bất luận là giáo dục gia đình, giáo dục trường học, giáo dục xã hội hay là giáo dục tôn giáo, đều là chỉ đạo người ta phải tự lợi, lợi tha. Nhưng mà chúng ta từ những hiện tượng xã hội mấy chục năm nay nhìn thấy hiện bày ra trước mắt chúng ta đều là vậy, cạnh tranh, đấu tranh, tranh giành, tranh lợi, chỉ biết tự lợi mà không biết lợi tha. Kết quả đã gây ra cũng giống như thời đại chiến quốc của Trung Hoa 2300 năm trước, khi Mạnh Tử thấy Lương Huệ Vương nói là thượng hạ giao chinh lợi, nhi quốc nguy hỷ. Nếu như người trong cả nước đều chỉ nói lợi mà không nói đạo nghĩa, thì quốc gia này sẽ bị nguy hiểm. Từ đó biết rằng chỉ biết tự lợi mà không biết đạo nghĩa, không biết lợi tha, cho dù hành vi tự tư tự lợi đã nhận được sự thỏa mãn, nhưng mà kết quả vẫn là chính mình mất đi cảm giác an toàn, cuộc sống tinh thần rơi vào trong đau khổ, thậm chí phải bỏ ra cái giá càng đau đớn. Ngày nay, chúng ta ở đây tổ chức đại lễ tế tổ, một trong những ý nghĩa trọng đại là giúp con cháu đời sau thể hội và tri nhận được trí huệ sâu xa của lão tổ tiên chúng ta. Chính là nhờ vào trí huệ này mới xây dựng được thái bình tịnh thế, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn mà lão tổ tiên đã sinh sống. Nhìn lại lịch sử huy hoàng 5.000 năm của Trung Hoa, lão tổ tiên để lại cho con cháu đời sau những giáo huấn tràn đầy trí huệ không gì sánh bằng. Trong đó có luân lý, có đạo đức, có giáo huấn của thánh triết. Từ những tấm gương trong lịch sử, chúng ta có thể nhìn thấy triều đại lịch sử ngắn thì mấy chục năm, dài thì 100-200 năm. Trong cục diện trị an bình vững của lịch sử Trung Hoa, đâu đâu cũng vậy. Sự an định hòa hợp này, thái bình thịnh thế vũ trụ quốc gia thanh bình này là từ đâu mà đến? Chính là từ sự giáo dục thánh hiền trong văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa mà đến. Cây gốc của giáo dục văn hóa truyền thống 5.000 năm Trung Hoa là gì? Chính là hai chữ hiếu và kính. Nho gia Khổng Lão Phu Tử nói hiếu là gốc của đức dạy, giáo dục bắt đầu từ đây. Đạo gia Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói
trung hiếu hữu đệ. Phật giáo Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Thánh nhân tam giáo đều dạy bảo thế nhân phải hiếu thân tôn sư. Hiếu là lấy cha mẹ làm đại diện. Cha mẹ đối với con cái có ơn dưỡng dục, thương xót cha mẹ, sanh ta khó nhọc. Là người làm con, không thể không giữ trọn hiếu đạo. Kính là lấy thầy giáo làm đại diện. Cha mẹ cho chúng ta sanh mạng, thầy giáo trưởng dưỡng huệ mạng của chúng ta, cho chúng ta trí huệ, gọi là thầy trò như cha con. Sự cung kính của học sinh đối với thầy giáo cũng như sự hiếu kính đối với cha mẹ. Trăm ngàn năm nay, Trung Hoa hai cái gốc hiếu kính này thực sự là thâm căn cố đế. Nhờ đó đã duy trì được sự an định hòa hợp, trị an bình vững mấy ngàn năm. Ngày nay, chúng ta phải tìm lại được nền giáo dục truyền thống của dân tộc. Biện pháp trực tiếp nhất là mở lớp phụ đạo, mô phỏng phương thức của lớp phụ đạo quốc văn của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đại Trung. Thực sự có thể bồi dưỡng ra nhân tài thánh hiền kế thừa đạo thống văn hóa. Đồng thời còn hy vọng có thể xây dựng đặc khu thực nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc, đem văn hóa truyền thống 5.000 năm thực hành trong khu vực này, thực hiện giáo dục miễn phí, y tế miễn phí, lập ra nơi an dưỡng người già. Trong thời đại này, nhất định phải làm ra thực nghiệm. Làm thành công rồi, người thế gian mới tin tưởng. Chưa làm ra được tấm gương, mọi người sẽ không tin tưởng. Cận đại đến nay, do chiến loạn và động loạn xã hội, việc tế tổ của văn hóa truyền thống dân tộc đã gián đoạn không ít năm. Chúng ta cảm thấy tầm quan trọng của việc khôi phục tế điện đối với sự phục hưng văn hóa và cải thiện phong khí xã hội. Cho nên, trong những năm nay, tích cực đề xướng khôi phục đại lễ tế tổ Thanh Minh, Trung Nguyên và Đồng Chí. Đây là đề xướng căn bản của hiếu đạo. Chúng ta còn hy vọng có thể khôi phục tế khổng. Đây là vị đại diện sư đạo. Tuy đã có gốc hiếu đạo, nếu như không có sư đạo cũng không được. Ân đức của thầy giáo cũng ngang bằng cha mẹ. Chỉ có khôi phục sư đạo tôn nghiêm, việc truyền thừa văn hóa mới có hy vọng. Có hiếu đạo và sư đạo rồi, mới có thể bồi dưỡng ra thánh hiền quân tử, thành thánh, thành hiền, thành quân tử. Đây là tiêu chuẩn của người tốt Trung Hoa. Thế nào là người tốt? Thánh hiền quân tử là người tốt. Tại sao? Họ lấy nhân ái làm căn bản, biết thương chính mình, thương người khác. Hơn nữa, tri túc thường lạc, vì đại chúng xã hội làm ra tấm gương tốt nhất. Chúng ta hy vọng thông qua việc đề xướng tế tổ, khôi phục văn hóa truyền thống giáo dục thánh hiền,
thật sự vì quốc gia dân tộc, bồi dưỡng ra thánh hiền quân tử, cứu thế giúp dân. Thật sự vì giảng thánh kế tuyệt học, vì giảng thế khai thái bình, nhân dịp tổ chức đại lễ tế tổ này, chúng tôi chân thành chúc phúc các vị khách quý dự hội thân tâm an khang, các tường như ý. Chúc phúc các tôn giáo lớn trên thế giới đối đại bình đẳng, chung sống hòa hợp. Chúc phúc tổ quốc và các nước thế giới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thái bình trường cửu. Cảm ơn mọi người. Chí thành cảm thông, lão thật niệm Phật, tế tổ báo ân, trì giới niệm Phật, A Di Đà Phật, thượng thiện nhược thủy, hiếu thân tôn sư, đại đồng thế giới, hải nạp bách xuyên, hậu đức đại trận, thiên đạo thù cần, tịnh không. Ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.